Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về những bài thuốc trị tiêu khát. Hôm nay là bài nhân sâm tán. Mình bắt đầu viết. Tiêu trung quạt thập nhị lượng hàng thủy thạch cam thảo cát nhất lượng thạch cao ngũ tiền nhân sâm nhị tiền bán
phủ vi mạc. Mỗi phục nhị tiền. Ôn thủy điều hà. Tử Hòa, mình xin đọc lại phần bài thuốc. Nhân sâm tán là tên bài thuốc trị tiêu trung quật thạch nhị lượng, quật thạch hai lượng, hàng thủy thạch, cam thảo cát nhất lượng, cam thảo và hàng thủy thạch mỗi thứ một lượng, thạch cao ngũ tiền, thạch cao năm tiền, nhân sâm nhị tiền bán, nhân sâm hai tiền rưỡi, hữu vi mạc. Những vị bên phải này đều tán mình mỗi phục nhị tiền, mỗi lần uống hai tiền. Ôn thủy điều hạ, uống với nước ấm. Mình xin tạm ngừng clip đây. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ăn những ngày tết tây và nghỉ ngơi vui vẻ 3 ngày. Chào tạm biệt các bạn.